tươi nhé. Đấy, vừa đây 2g nhé. Để nấu canh. Hả? Sao? Đi dậy đó? Hả? À, cái đi lên nằm đi. À, sao? Đi dậy đây. Này, ba hái cái rau này về nấu cho đi ăn đấy. Để đi dậy đi ngoài đấy. Đây, rau rất là tươi nhá. Đấy, vừa đi 2g nhá. Để nấu canh. Để ăn cho dậy đi ngoài nhá. Bác xem nào. Bụng nào, cái bụng này nó tè xuống này, cái này nó tè xuống nhá, hả, rồi để bắt nấu canh nhá, đi nằm này chơi nhá, thấy chưa, nằm đấy, nằm này chơi thì bắt rửa để bắt nấu canh nhá, nhá, đi nằm đây nào, nằm đây, đây đó, ok, nhá, ok, rồi để bắt nấu canh này. Rau này gọi là rau lang nữa, thâm dược cho đường ruột. Rau này mình nấu canh thì ăn được vào phải giải quyết được nhất với vấn đề là bị tắc đường ruột, ăn vào rất là tốt. Làm gì đây hả? Nào, ô à, chiều vào đi vào nấu canh nha. Ô nó nấu canh nhá, xem nào, đây rồi, người đây, nấu canh nhá, ơi, ngồi chơi nhá,
quay. Rồi, rồi. Để lấy xem cách chín nhé. Ngon, đây này, ba bếp. Ok. Rất tốt cho sức khỏe mọi người nhé. Rau này thì ở Việt Nam thì rất nhiều. Biết đi rồi, biết rồi. Đi ra cho ngủ nhá. Từ từ nào, nóng. Đó. Canh thằng lang đây. Ngồi đấy nhá, chơi ngủ đó. Chơi chơi ngồi đó. Rồi rồi, chơi một lúc nhá. Để ba giờ cho nó. Cái này rất là tốt cho đường ruột của Bibi nhé. Tại Bibi bị táo. Nhân đấy. Dùng nước, nước này không được. Chiều nay sẽ đi ngoài được nhé.
ăn những cái bát canh này là phải đi ngoài được luôn. Giỏi lắm nhỉ. Thích canh lắm. Rất là tốt. Đây, chào mấy chúc Bi khỏe và mạnh ngay. Không cần cái mà ăn nước à? Ăn nước. Đồ này siêu ngon luôn. Thế nhá. Thế nhá. Lấy thêm được nhá. À. Và lấy thêm được. Thôi nha, uống được không? Uống được không? À, thêm miếng này nha. Ờ, thêm miếng nữa. Giỏi à, quá là giỏi. Giỏi nha, quá là giỏi nha. Đó. Thôi nhá, ăn đi thôi nhá. À, ăn súp thế thôi. Đi đây. Ăn lấy cái cây ăn nhá. Ăn cái cây không? Ừ. Giờ để vào lấy chuối nhá. Ngồi đấy. Chuối á? Thế vậy? Cái gì đấy? Hả? Nào? Em ăn nằm rồi đấy? Ừ? Hả? Như gì đấy? Hả nào? Ăn nhá! Nào! Nào! Nhoi nhá! Ăn táo nhá! Để ra đi táo nhá!
Lươn ăn chuối. Tảo nha. Đi ngồi xuống đấy. Ra đi ăn thứ ấy không ăn hả vậy hả ăn được không bé không ăn táo cái nhá. Ngon này mà. Bị uống nhiều rồi mà. Cầm nhá. Đi nào, đi, để cầm đi.